Giờ xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chơi game của mình nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục leo thách đấu với một cái đội hình duy nhất trong cái bộ môn cờ liên quân của mình nha. Các bạn thấy đội hình này của mình như thế nào? Đó chính là cái đội hình thợ săn quỷ và đọa lạc giả. Mình đã làm quá nhiều video rồi, tuy nhiên là bây giờ đây thì chúng ta không có quay được bất kỳ cái vị trí thợ săn quỷ hay là đọa lạc giả nào cả. Và ở trong cái trận đấu lần này thì mới vô chúng ta đã nhận được hai trang bị. Tuy nhiên là hai cái món trang bị của mình cộng thêm cái trang bị vừa mới nhận được thì nó cũng là không quá mạnh nha. Qua tới cái vòng số 2 thì mình mới quay được vị trí đã là giả đầu tiên. Vị trí Andri này thì cũng là một cái vị trí tăng cơ rất là cần thiết để mà có thể bảo vệ cho vị trí Hayate của mình. Và mình sẽ trang bị lại những cái món đồ này và sắp xếp đội hình theo hình chữ thập so với vị trí Andri để mà có thể khai thác được cái món trang bị là dây chuyền lục bảo hiệu quả hơn nha. Lúc này cả ba vị tướng của mình đều đã được bút giáp và năng lượng. Tuy nhiên là cái nhược điểm của cái lối chơi này là bọn chúng đang đứng rất gần với nhau và phải chịu cái sát thương của team bạn nó tập trung lại một chỗ. Đến với cái vòng số 3 thì mình đã có thể có được vị trí Hayate cũng như là Quillen lên được 2 sao. Và những cái món trang bị của mình thì mình chỉ có được là cái huân chương hải thần, nó cũng hơi ngon chút xíu. Còn lại những cái món khác thì mình thấy nó cũng không quá mạnh đâu nha. Lúc này mình sẽ thay đổi vị trí của cái vị tướng Quillen của mình. Và đối thủ mình lần này thì đã lên được cái level 4 rồi, còn mình thì chỉ mới là level 3 mà thôi. Hơn nữa hai tay của mình cũng đã bị Quillen của team bạn hạ gục, và con Andrin của mình thì nó cũng chỉ là cái vấn đề thời gian trước khi mà nó phải nằm xuống mà thôi. Tuy nhiên là đây chỉ mới là những cái vòng đầu tiên, và việc chúng ta có cái chuỗi thua như vậy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc là có thêm cái lượng tiền. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái vị tướng Zeal và cho vào kích hoạt được cái hiệu ứng sát thủ đi đôi với Quillen. Không biết liệu đây có đủ để ta có thể bẻ được cái chuỗi thua hay không, hay là ta sẽ tiếp tục chơi cái chuỗi thua này. Có vẻ như là chúng ta đã đủ sức để mà bẻ được cái chuỗi thua rồi. Đến với vòng số 5 thì mình đã có được thêm một con Andri nữa, và quay tướng thì mình đã có được luôn một con Grak và đồng thời là Andri. Và như vậy là mình sẽ bán đi cái vị trí Zeal này đi và đồng thời cho luôn cái vị tướng Grak vào, kích hoạt được hiệu ứng đỡ lạc giả đầu tiên. Như vậy là đội hình của mình nó đang dần mạnh lên rồi đó. Lần này chúng ta đấu với máy và không biết là sau cái vòng này mình sẽ có được cái món trang bị gì đây. Mình mong là nó là một cái món đồ năng lượng. Tuy nhiên đây là một cái món đồ cũng rất là mạnh, nhằm phá đi cái đội hình của team bạn và bắt được những cái vị trí chủ lực của team bạn. Và bây giờ mình sẽ nâng bản thân mình lên level 5 để mà cho cái vị trí Roker này vào, cho nó luôn cái thường xuyên phá để có thể bắt được một cái vị trí chủ lực của team bạn. Và lần này đó chính là cái vị trí Hayate. Tuy nhiên là Hayate của team bạn đang có một cái liềm nhưng mà cũng không sống sót được quá lâu. Và mình bắt được vị trí chủ lực thì xem như là team bạn không còn được cái lượng đam nữa để mà có thể tấn công vào những vị trí team bạn. Theo mình đánh giá thì cái thương xuyên phá này cũng là một cái món đồ rất là cần thiết nha. Lúc này thì chúng ta có một cái món đồ năng lượng và mình sẽ lấy luôn, vì trước sau gì mình cũng sẽ sử dụng tới cái con rồng. Nó nằm trong cái đội hình đọa lạc giả của mình, cho nên là mình không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải trang bị đồ cho nó nha. Nhưng mà tạm thời mình chưa có cái con rồng thì mình sẽ cho luôn cái vị trí Adori để mà nó trâu bò hơn nha. Lúc này đến với cái vòng số 7 rồi, và hồi nãy giờ mình vẫn đang có được cái chuỗi thắng, thì không biết là cái lần này mình có được cái chuỗi thắng hay không. Khi mà cái vị trí Rat nó đã hạ được chủ lực của mình rồi, nhưng mà cái vị trí phía sau của mình cũng rất là mạnh đó nha. Bây giờ vòng số 8 mình đã quay được một cái vị trí thợ săn quỷ đầu tiên, đó chính là Van Hen. Tuy nhiên là chỉ mới có một mình Van Hen thôi thì cũng chưa kích hoạt được cái hiệu ứng thợ săn quỷ này, cho nên là mình sẽ tạm thời để nó ở đó thôi. Chúng ta cần thêm cái con Aeron mới có thể kích hoạt được hiệu ứng thợ săn quỷ.
Tuy nhiên thì cũng không cần cái hiệu ứng đó, mình cũng đã có thể chiến thắng được vòng số 8 rồi. Đến với vòng số 9 thì mình lại quay được thêm một con fan hand nữa, và mình dùng tiền để nâng cấp nhưng mà vẫn chưa đủ để nâng cấp được, nên là chúng ta nhanh chóng đến với cái trận đấu tiếp theo thôi. Mình đang lúc này là top 2 và đấu với cái vị trí là top 3. Còn cái con Adrian của mình thì nó đang gây ra được rất là nhiều sát thương với ba cái món đồ mà mình đã cho nó. Tuy nhiên là bây giờ đây mình vẫn không đủ sức để mà có thể chiến thắng được với cái vị trí này, và mình cũng đã xuống top 3 luôn rồi. Lúc này quay tướng thì mình không có quay ra được cái vị trí nào mình cần cả, vì mình chỉ chơi duy nhất một đội hình mà thôi. Cái việc chơi một đội hình như mình thì nó có nhiều điểm lợi nhưng mà nó cũng có nhiều điểm hại. Cái điểm lợi thứ nhất mà mình thấy đó chính là chúng ta chơi game mà không cần phải suy nghĩ hay là toan tính quá nhiều. Chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái đội hình mạnh và chơi cái đội hình đó, thì theo mình thấy là cái việc mà chúng ta được top 4 trở lên nó cũng là một cái điều rất là dễ dàng. Khi mà cái đội hình của chúng ta mạnh và hơn nữa là ít người chơi thì chúng ta sẽ không cần phải tranh giành những cái vị tướng đối với những cái người chơi khác. Và qua cái vòng số 11 mình quay thêm được một con Cavani, và mình sẽ thay nó luôn vào cái vị trí của Van Hen. Bởi vì bây giờ Van Hen vẫn chưa có được cái con Aeron để mà kích hoạt cái hiệu ứng thợ săn quỷ, cho nên là tạm thời Van Hen sẽ phải ngồi ghế chờ nha. Lúc này chúng ta đang đấu với cái vị trí là cuối bảng luôn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nào mà khinh thường được kẻ địch, bởi vì 30 vẫn chưa phải là đó đâu nha. Team bạn có những cái con bài mà có khả năng trâu bò và hồi máu rất là nhiều. Và quả nhiên mình đã phải nhận lấy cái phần thua đối với cái vị trí cuối bảng này luôn rồi. Lúc này chúng ta lựa chọn một trong ba món đồ này, và mình thấy rằng cái huân chương Troy chính là cái món đồ mạnh nhất trong ba cái món đó, và mình đã lấy luôn cái món trang bị này rồi. Tuy nhiên cái lúc mà quay tướng thì mình vẫn không có quay được cái vị trí nào mà ngon cả, cho nên là tạm thời mình vẫn sẽ sử dụng cái đội hình này và cho luôn cái con Cavani của mình cái huân chương để mà nó có thể có thêm năng lượng để mà xài chiêu sớm hơn nha. Và Cavani của mình đã có thể xả chiêu ra chết được một lần hai người của team bạn. Tuy nhiên là cái điều đó nó vẫn là chưa đủ, vì dù cho có đồ năng lượng nhưng mà Cavani của mình vẫn chưa có được cái đồ phép, nên là bây giờ nó bắn cũng như là mũi đốt mà thôi. Lúc này mình đã có thể có được cái vị trí là Aeron, cho nên là mình sẽ thay cái vị trí Van Hen vào cùng với Aeron thay cho cái vị trí Quillen và Roker. Lúc này Roker vẫn đang giữ một cái món đồ và mình sẽ thay thế cho Aeron luôn. Aeron bây giờ sẽ đảm những vị trí bắt chủ lực của team bạn. Và bây giờ mình đã bắt được mỗi con cá và nó đã phải bốc hơi rất nhanh, dù cho nó mang trên mình là ba món đồ. Và bây giờ đây ba chủ lực của mình đang đấu với hai chủ lực bên kia. Và mình đã có thể giành lấy được cái chiến thắng rồi. Tuy nhiên là đến cái vòng số 14 rồi mà mình vẫn chưa hoàn thiện được cái đội hình đoạn lạc giả và thợ săn quỷ của mình. Kể cả khi mà mình có được vị trí Omen thì mình cũng chỉ mới có được là ba con đoạn lạc giả mà thôi. Mình đã có được một con Telanat và mình sẽ chờ cái thời cơ hợp lý để mà có thể cho nó vào nha. Lúc này chúng ta phải đối diện với cái vị trí là top 2, và cái con Cavani của mình thì nó đang bị con Violet bắn. Tuy nhiên là nó cũng biết xoay ra ngoài để mà nó bắn những con bên ngoài trước, và bây giờ đây con Violet thì nó đang bị những con của mình hội đồng. Và mình đã có thể giành lấy chiến thắng với cái vị trí top 2 này luôn rồi. Đến với cái vòng số 15 thì lúc mà quay tướng mình chỉ quay được một con Van Hen nữa mà thôi. Và mình cũng đã dành số tiền của mình để mà có thể cho thêm một cái con Telanat vào và thay những cái món trang bị của Hayate qua cho Telanat. Do là chúng ta không quá may mắn khi mà quay tướng nên là tạm thời mình sẽ sử dụng cái đội hình này thôi nha. Mình tập trung dành tiền của mình để mà nâng cấp, chứ mình không có cái thói quen là dùng quá nhiều tiền để mà quay tướng, trừ khi mình đã đạt được cái level tối đa. Và bây giờ mình chỉ mới đạt được cái level 8 mà thôi.
sau cái vòng này thì chúng ta đã có được một cái rương đa dụng và mình không biết là sẽ chọn cái món trang bị gì luôn. Mình quyết định sẽ chọn cái Ngọc Đại Pháp Sư. Và ở cái vòng này đây, mình rất may mắn đã quay được một lúc hai vị trí đoạ lạc giả, đó chính là Preta và cả Nacroc. Như vậy là mình sẽ cho hai vị trí này vào là đã có thể kích hoạt được 4 đoạ lạc giả, hay nói cách khác là hiệu ứng đoạ lạc giả tối đa. Và lúc này chúng ta sẽ xem thử sức mạnh của cái hiệu ứng đoạ lạc giả tối đa này nó sẽ như thế nào nha. Con rồng của mình thì nó đã có thể phục chiêu ngay từ thời điểm đầu game với cái Ngọc Đại Pháp Sư mà mình đã cho nó. Còn những cái vị trí chủ lực khác như Theonat và Caffeine cũng đã có thể làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lúc này mình đã có thể giành lấy được chiến thắng. Và đến với cái vòng số 17, mình đã có thêm được một cái liềm nữa. Mình thay cái vị trí Omen vào vị trí Grug và bán luôn vị trí Grug này đi để lấy thêm được một cái hiệu ứng là cuồng chiến khi mà ghép đôi với Aeron. Và bây giờ đây mình cũng đã có thể lên được Omen cấp 2 và đồng thời là Caffeine cấp 2 luôn rồi. Như vậy là cái đội hình của mình nó đã nâng lên cái tầm cao mới và mình đã có thể lên được vị trí top 1 từ khi nào mà không hề hay biết. Lúc này chúng ta lại phải đối đầu với cái vị trí Zeal. Khi nãy mình nhớ là mình đã thua cái vị trí này lúc mà anh ấy đang đứng cuối bảng. Tuy nhiên là không biết bây giờ mình có thể giành lấy chiến thắng được hay không. Cái con Phoenix của anh ấy nó đã có thể quăng ra cái chiêu thức liên tục và có vẻ như là cái vị trí này đang là khắc chế mình hay là sao đó. Và mỗi lần gặp anh bạn này thì mình đều phải nhận lấy cái phần thua. Lúc này mình lấy được thêm một con Nacroc và đồng thời cho nó được lên level 2 luôn. Và cả Aeron của mình cũng đã có thể lên được level 2. Và chúng ta đến với cái vòng số 18. Qua cái trận thua vừa rồi thì mình đã rớt xuống top 2. Tuy nhiên là cái lần này Caffeine của mình bắn quá đẹp và team bạn đã phải bốc hơi rất nhiều hành vi chỉ với một phát bắn. Và mình giành lấy chiến thắng khi mà còn quá nhiều vị tướng ở phía bên sân của mình khiến cho lượng máu của team bạn nó bị bòn rút đi rất là nhiều. Đến với cái vòng số 19 thì không biết liệu may mắn nó vẫn sẽ mỉm cười với chúng ta hay là không khi mà chúng ta đối đầu với cái vị trí là top 2 ngay ở phía bên dưới mình. Và mình đã có thể giành lấy được chiến thắng rồi. Chúng ta đã đến với vòng số 20. Có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ được thêm những cái món trang bị. Và mong rằng cái điều đó sẽ không làm thay đổi quá nhiều điều khiến cho cái đội hình của mình nó sẽ yếu đi so với cái đội hình của team bạn. Và không biết là sau cái màn này mình sẽ được cái món trang bị gì đây. Nhưng mà trước khi biết được cái điều đó thì mình phải quay tướng trước đã. Mình có được thêm một con Omen và đồng thời thêm một con Preta. Và cái món trang bị của mình có chính là một cái liềm và thêm một cái món đồ thủ nữa. Cái liềm thì mình sẽ cho vào vị trí của Van Hen. Bây giờ mình đã có quá nhiều liềm rồi. Còn cái món đồ thủ mình sẽ lấy luôn cái khiên thất truyền và cho vào cái vị trí của Nacroc, làm giảm tốc đánh của những cái vị trí chủ lực ở phía sau của team bạn khi mà Nacroc nó dòng ra phía sau. Như vậy là nó đã có thể làm giảm tốc đánh được 4 thành viên của team bạn. Còn con Caffeine của mình nó đã bị đắp mộ rồi. Không phải một lần mà là hai lần. Và bây giờ ta lại tiếp tục đấu với cái vị trí anh bạn Zeal này. Đó là tên của anh ấy. Và mình lần nào gặp anh ấy mình cũng đã phải chịu thua. Tuy nhiên là lúc này mình đã có được cái món trang bị khiến cho cái con Theonat của mình nó trở thành một con quái vật. Đó chính là cái vuốt không tàn. Trong cái game này thì mình không có được bất kỳ một cái món đồ phép nào mà toàn là đồ năng lượng. Nên là Preta và cả Caffeine của mình thì cũng không được cơ hội để mà tỏa sáng. Nhưng đối với Theonat thì đó là một chuyện khác nha. Theonat của mình không phải là xài đa phép mà nó mạnh là nhờ những cái phát bắn thường của nó mà thôi. Và với những cái món trang bị mà mình đã cho nó thì mình tin chắc rằng Theonat của mình sẽ là cái lượng đam dồi dào giúp cho mình có thể chiến thắng được vị trí top 4. Và chúng ta đang đến với cái vòng số 23 rồi. Lúc này mình đã quay được thêm hai con Nacroc nữa. Tuy nhiên là mình đang gặp một số trục trặc gì đó khi mà mình không thể nào mà lấy được.
Và cái câu trả lời nó đã hiện lên ngay trước mắt mình. Sau một số vấn đề kỹ thuật thì mình đang kết nối lại và có vẻ như là chúng ta chỉ bị lỡ mất một vòng mà thôi. Mình vẫn có thể giữ được cái vị trí là top 1. Tuy nhiên là chúng ta đã để mất đi hai cái con Nagrok từ khi nãy. Và lần này chúng ta lại phải đối đầu với cái vị trí là Zeal. Bây giờ đã lên được top 2 luôn rồi. Anh bạn này đang là một cái cú lội ngược dòng rất là ngoạn mục. Tuy nhiên là có vẻ như là cái đội hình của anh ấy ở cái thời điểm này nó đã trở nên yếu đi rồi, nên là mình đã có thể giành lấy được cái chiến thắng khi mà đối đầu với anh bạn này luôn rồi. Lúc này mình quay tướng nhưng mà không có được bất kỳ một con gì cả, nên là mình cũng dành số tiền còn lại để mà nâng cấp. Và mình cũng đã có thể lên được cái level 9 luôn rồi. Số tiền của mình thì còn lại rất nhiều, nhưng mà cái may mắn của mình khi mà quay ra được những cái vị tướng ngon thì nó lại không có. Và cụ thể là bây giờ mình còn thiếu một con thợ săn quỷ cuối cùng, đó chính là Ritter, để có thể hoàn thiện được cái đội hình đã là giả và thợ săn quỷ của mình. Lúc này thì mình vừa chiến thắng được con rồng mà mình quay tướng, hy vọng là sẽ ra được con Ritter mà mình cần và nó ở đây rồi. Mình sẽ thay thế vào vị trí của con Vanin bị trục, và với cái món trang bị này thì mình cũng đã có thể cho luôn vị tướng thứ 10 vào, và mình sẽ cho Roker vào để mà có thể kích hoạt được cái hiệu ứng liên hiệu đối với Cavani nha. Bây giờ mình đang tìm kiếm một ít đồ để mà cho cái vị trí Ritter 5 sao của mình, và tiền của mình thì cũng còn rất nhiều nên là mình sẽ tiếp tục sử dụng để mà quay tướng thêm. Tuy nhiên là có vẻ như là chúng ta chỉ còn lại một cái trận đấu cuối cùng trước khi mà các anh bạn phía dưới kia bị mình chấm dứt luôn mà thôi. Trận đấu này thì mình cũng đã có được những cái đồ quá ngon, và anh ấy thì có được một cái con voi khách. Tuy nhiên là nó cũng đã phải nằm xuống và mình đã có thể giành lấy chiến thắng luôn rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mình yêu các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.